Rồi, hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Thằng Bảy Tổng Hợp. Em tên là Giàu ha. Địa chỉ F2 Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An. Số điện thoại cũng như Zalo 0394526622. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại trên. Mình chỉ xài một số duy nhất nha anh em. Zalo cũng vậy. Rồi, đến với tiêu đề ngày hôm nay. Là trước khi đến thì mình nói trước cái hình thức giao hàng của mình nha anh em. Anh em vui lòng cọc trước khi mình gửi hàng nha. Cọc 10 đến 20% từ anh em. Hàng thì mình sẽ bao ship cho anh em nha. Bao ship cho anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn. Rồi, ngắn gọn như vậy. Anh em xem thấy hợp lý thì hãy liên hệ với mình, tránh mất thời gian đôi bên. Và hôm nay mình đến cho anh em một con máy Steel 023. Steel 023. Con này nó có mò dung tích xi lanh là 40cc 023, nặng 4,6 kg, đời 1993. Đời máy này khá là ok đó nha anh em. Rồi thì tổng quan như thế này, máy mình rửa không có sạch lắm. Rửa xịt bông Omo thôi, không có quá chất gì cả. Bô bọng như thế này, anh em về có thể rửa lại tùy. Máy đây, bô chưa không hề xét nha anh em. Đây là vết nhớt dầu về mỡ gì dơ đó. Rồi, và cái lam của nó đây. Cái lam còn chữ luôn nha anh em. Đây, cái lam còn chưa tiêu luôn. Ít tiêu. Mặt lớp lam. Tăng xích đầy đủ. Rồi. Thì bên trong đây. Tất cả rin hết nha anh em. Bình xăng rin, nói chung con máy này rin nguyên bản. Bít tông sọc ngang luôn, bít tông sọc ngang luôn, mình không có mở ra nha anh em. Anh em cần thì mình sẽ quay cho anh em xem. Nhưng mà trước khi mua hàng thì lúc nào mình cũng phải sẽ quay cái bít tông cho anh em hết. Vì những anh em ở xa thì không có hỗ trợ cái chương trình bảo hành được, cho nên mình sẽ quay bít tông đúng đẹp và đúng riêng cho anh em nha. Ở những anh em ở xa thì nó bảo hành thì rất là khó. Anh em ở gần thì mình bảo hành 6 tháng cho anh em. Rồi. Thì máy đây, nắp xăng thì nó sẽ đầy trội như thế này. Steel Made in Germany. E-Serin cam kết máy này là không, mình chỉ mở cái áo ra mình rửa thôi, không đụng gì tới cái phần máy hết nha. Xúc bình xăng thì đều đương nhiên rồi anh em, máy bãi mà. Rồi, điểm trừ của con máy này là có hai vết nứt như thế này. Hai vết nứt như thế này thì mình đã khắc phục bằng keo AB dưới đít rồi anh em ơi. Đây. Anh em về kỹ thì có thể ốp lên cho nó miếng nhôm. Những cái phần cái hay cái dở của nó mình cũng sẽ cho anh em xem hết. Rồi thì cái tay nắm thì tay nắm lớn nha. Có gọi là gì ta? Gọi là một cái nhúng của cái tay của cái vật này. Đó. Nhúng đầy đó. Thì cũng khá là ok ha. Rồi, một điểm trừ là phần này nha anh em. Và một cái điểm trừ nữa là cọng xích này cũng đã mòn. Thì khi anh em mua hàng của mình thì có nhu cầu cắt cọng xích thì mình sẽ cắt cọng xích mới cho anh em. Với giá cả phù hợp. Vì anh em mới mua hàng của mình, máy mình bán ra sẽ tặng cho anh em một cây đồ mở buri cũng như là tăng sơn xích nha. Rồi, và hàng mình là cam kết nguyên bản nha anh em, nguyên rin. Nguyên rin là gì? Nguyên rin là đồ rin của nó còn bô rin, bít tông rin, IC rin, bình xăng con rin, lọc e rin, vỏ áo rin là rin. Rồi phần mình cam kết xem con máy là mình chưa bung luôn nha. Máy cưa thì nhiều anh em bung ra vệ sinh từ bên trong ra, nhưng mà con này còn quá mới cho nên mình không có bung ra đâu. Mình chỉ mở mặt vịt con này kia mình xịt cho sạch thôi. Đây, khi anh em mua hàng thì mình sẽ mở cái này ra cho anh em xem cái trái bít tông nó đẹp như thế nào. Còn mình bây giờ mình không mở nha. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ Zalo của mình 0394526632 để được kiểm tra. Rồi, đây anh em là chuyển khoản đủ thì sẽ được tặng thêm một cây dũa nha anh em, và một cái buri vui cho anh em thôi, chứ những cái đó cũng không là gì. Nhưng mà những cái món quà vui vẻ khi anh em tin tưởng ha. Khi mà anh em chuyển thì anh em nhớ nhắc nha, mình quên thì anh em thiệt thòi đấy. Rồi, thì video này mình chỉ quay hình thức thôi và mình nói cái tình trạng máy cho anh em nghe thôi, chứ mình không có
không có làm nổ nha anh em. Máy thì nổ ngon mới dám bán cho anh em, phải đúng như lời mình nói mới được chứ đâu có nói một mà bán nó 10 rồi bán có một đâu anh em nha. Rồi rồi mình nhắc lại nha, anh em mua hàng hay muốn cần thông tin gì thì liên hệ số Zalo 0394526632 và gọi trực tiếp vào cái số đó luôn nha. Đây thì nói chung hàng hóa thì mình quay rất là kỹ cho anh em xem rồi. Rồi video cũng dài rồi anh em ơi, giờ một con máy như thế này thì anh em thấy mình quay có phần nào mà chưa chi tiết á, anh em đóng góp ý kiến với mình, hoặc anh em thấy mình bán hàng có chất lượng và có uy tín gì đấy thì anh em hãy đăng ký kênh và giới thiệu bạn bè giúp mình nha, để mình được nhiều lượt đăng ký cũng như được nhiều lượt xem để có cái động lực mà quay cho anh em xem cái gì. Mình quay chưa quen cho nên nói chuyện cũng còn hơi nhỏ, anh em thông cảm nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, chào anh em.